Quý vị đã từng nhìn thấy kẻ gian trộm cắp tài sản của mình hay của người khác? Quý vị sẽ xử lý ra sao? Có thể sẽ là sợ sệt nhìn theo đối tượng cùng tài sản đi mất và cũng có thể là đuổi theo giữ lại, đối diện với những nguy hiểm trực chờ. Câu chuyện của những công dân ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng khi bỏ qua sự sợ hãi để tri hô, dũng cảm bắt bằng được đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn đã cho thấy một sự lựa chọn không hề nguy hiểm nếu như mọi người cùng chung tay hành động. Trở lại ngôi nhà 104 Lương Nhữ Học, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, nơi xảy ra vụ trộm cắp tài sản, anh Nguyễn Văn Tiến và anh Võ Phước Khoa vẫn nhớ như in sự việc xảy ra như mới hôm nào. Dẫu có phần nguy hiểm nhưng cả hai anh vẫn kiên quyết bắt giữ được đối tượng trộm cắp này. Mình muốn bắt cho bằng được, tại vì mình phải bắt để bàn giao cho công an, tại vì người ta không, các đối tượng nó không lấy được của mình thì cũng sẽ lấy của người khác, cho nên phải chấm dứt cái việc này bằng cách bắt bằng được. Vốn từng tham gia trong đội dân phòng cơ động của phường, anh Võ Phước Khoa vẫn chưa bao giờ nguôi sự nhiệt huyết đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Khi thấy đối tượng đang có ý định tẩu thoát, anh Khoa chẳng chần chừ đuổi theo, cùng anh Tiến bắt gọn thủ phạm giao cho cơ quan công an. Bản thân thì cũng có tham gia lực lượng bên cơ sở, nên trừ thái tội phạm thì mình cứ bắt truy đuổi thôi, không thấy sợ thầy chết, thấy bình thường thôi. Với những hành động dũng cảm của hai anh, Công an quận Hải Châu đã đến biểu dương và khen thưởng, mong muốn các anh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh vây bắt tội phạm, lan tỏa hơn nữa những hành động đẹp giúp bảo vệ bình yên cho nhân dân thành phố. Buổi trao quà, trao thưởng hôm nay là nguồn động viên tinh thần khích lệ để công dân Khoa và Tiến tiếp tục giữ vững tinh thần này, truyền lửa đến tất cả những công dân khác trên địa bàn phường nhằm đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn phường nói riêng và cả thành phố nói chung. Vây bắt tội phạm không phải để mọi người tung hô tán thưởng. Mỗi công dân như anh Khoa, anh Tiến chỉ hy vọng người dân sẽ được ngủ ngon, địa phương sẽ được an toàn. Bằng ý thức phòng ngừa tội phạm và những việc làm nhỏ của mình, các anh đang giúp lan tỏa nhiều hơn sự tử tế vì một thành phố an bình.